Kính chào quý khán giả. Do chịu tác động của khối không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc kết hợp với rãnh áp thấp bị nén nên khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa dông diện rộng trong đêm nay và ngày mai. Vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Cùng với đó là nhiệt độ ngày mai tại thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ giảm nhanh xuống chỉ còn trong khoảng từ 18 cho đến 20 độ, trời chuyển rét. Từ gần sáng mai, khối không khí lạnh cũng sẽ bắt đầu tác động và gây mưa cho các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế. Nhiệt độ tại đây có xu hướng giảm và phổ biến trong khoảng từ 22 cho đến 25 độ với các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh và dao động trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ đối với các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Thừa Thiên Huế. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết ổn định. Mưa dông xuất hiện một vài nơi, ban ngày trời nắng với nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Trở vào với khu vực Nam Bộ, khu vực này vẫn có mưa dông kèm tố lốc và gió giật mạnh vào chiều tối. Còn ban ngày trời có nắng với nhiệt độ sẽ phổ biến trong khoảng từ 32 cho đến 35 độ. Trên biển, quần đảo Hoàng Sa không mưa, gió chuyển dần sang hướng đông đến đông bắc và hoạt động với cường độ cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa dông gián đoạn, gió đông mạnh cấp 3, cấp 4. Phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh và thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.